Chiều nay mình làm món khoai lang chiên để ăn vặt. Đây là khoai lang là khoai lang tím, có một cái trứng gà, và có bột chiên giòn, rồi có bịch sữa. Đây có chai dầu này để chiên. Cái khoai lang tím này mình đã sắc rồi, bây giờ mình đi pha bột. Cắt hết một gói bột chiên giòn vô đây. Nó có hai loại bột chiên giòn. Một loại chiên giòn dành cho bột khô và một loại chiên giòn dành cho bột ướt. Cái bột ướt là mình sẽ bỏ nước vô, còn bột khô là mình không có bỏ nước vô được. Này, mình cắt sữa cho vô. Cho vô hết một bịch sữa này luôn. Mình cho một cái trứng gà mà mình bỏ cái lòng trắng rồi, cho lòng bỏ vô đây. Cho vô hết rồi mình đánh lên. Này, mình đánh đã mịn rồi. Cho hết khoai lang vô. Mình trộn đều lên. Bây giờ là mình đi chiên. Rồi mình bắt cái chảo lên, chảo nóng, và mình cho dầu vô. Bây giờ dầu nóng rồi, mình cho khoai lang vô. Mình cho nó tơi ra, không cho nó dính. Rồi bây giờ mình đợi khoai lang nó vàng. Bây giờ nó cũng vàng rồi, bây giờ vớt ra. Cái món khoai lang chiên sữa của mình đã xong. Món khoai lang chiên sữa của mình sẽ chấm với tương cà và tương ớt. Thơm nha, thơm và béo ngậy, rất là thơm mùi sữa. Này, giờ mình thử miếng, chấm hai thứ luôn. Nó giòn, thơm lắm. Nó thơm mà nó ngon hơn khoai lang tây nhiều. Cái khoai lang tây của mình á, nếu mà mình chiên mà mình để nó nguội á thì ăn nó bị bột bột, cái kiểu nó không ngon. Còn cái này á, chiên thôi mà để nguội vẫn còn độ giòn. Sữa thì béo lắm, trứng thì nó thơm, rất là thơm, béo ngay luôn. Cả nhà hãy làm thử cho mình một món ăn vặt này nhé. Bye bye, cảm ơn cả nhà nhiều, yêu yêu cả nhà.